Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ đi lên trên sân thượng để hái khổ qua xuống để làm món lẩu cá thác lát cho ba Tùng Hôn ăn thử nha. Bây giờ mình với Tùng Hôn sẽ đi. Mà cần đi luôn kìa. Cầm thao cho mẹ đi. Rồi đi. Rồi. Giờ hai mẹ con mình sẽ đi lên sân thượng để hái rau xuống ăn lẩu. Tao tụi phật tiên đó có cho mình không xua rồi kìa. Xua bác tả xua gì sao đó. Xua bác ị cá xa. Giờ hấu chín chưa? Tụi phật tiên đó nè. Chú cực kỳ nhanh nè. Sau một trận mưa thì cái trái dấu nhà mình ba Tường Hân lấy cái đá bao lại, mọi người thấy không? Xong rồi cái là cái trái hũ qua của nhà mình nó bự nè mọi người. Chỉ có sau một trận mưa một thôi mà cái trái hũ qua nó bự ghê chưa. Ở đây thêm một trái nữa. Ở đây một bữa giờ nữa. Chỗ nhà mình trời mưa quá trời luôn. Tại sao một trận mưa cái rồi ta nói rau ở nhà mình nó tốt quá trời tốt luôn. Cây gì cũng ra trái ra bông hết trơn luôn á. Còn đây là cái hoàng hôn buổi chiều trên sân thượng nhà mình nè. Cái chiều chiều cái lên đây là chiêu chiêu ha mọi người ha. Chế đầu bắp nhà mình của chế đầu gồng chế đầu bắp gì? Đầu gồng nhà mình nè nha. Đầu bắp. Cà chua. Rau răm. Cái đầu bắp bên này cũng bự nữa nè. Mai nấu canh chua. Ôi trời, trái su qua. Bắp su bắp. Giờ mình sẽ cắt cái này xuống để ăn lẩu. Rau găm này chắc mua 30 trứng hồng vịt lộn nữa. Cái đám rau găm này giờ không biết ăn làm sao cho hết giờ. Đuôi đi. Đây là cái món mồng trơi nãy mình hái được ở trên sân thượng nè mọi người. Ngoài mồng trơi thì còn có thêm đậu quắc nữa nè nha. Được mấy trái đậu quắc nữa. Đậu quắc này mai thấy nấu canh chua ăn quá. Như giá xong rồi cái cốt khóm này kia. Ôi, mấy mặt anh ơi. Rồi, giờ mình cho dầu vô đây nha. À, hành tây vô, cháy cho nó thơm hành tây nè. Cho nấm này lên. Rồi, giờ mình cho nước vô nha mọi người. Cho vô đây muối nha. Với bột ngọt. Thêm chút xíu đường nữa nè. Nem Việt Nam, không có nước xương hầm mình dùng. Hạt điên ngọt vị xương nè. Dạ, không thể thiếu chút xíu nước mắm. Rồi. Rồi xong nước hầm xương rồi, bây giờ mình sẽ sắc hủ qua nha. Đâu, được 4 trái hủ qua cũng được à. Bữa nay cho cha Tùng Hân với cậu Tùng Hân ăn thử món lẩu cá thác lát nha. Trái khổ qua mà mình sắc được nhiêu nè mọi người, công nhận là nhiều thiệt đó. Đó, mình sẽ để nó ra dĩa mình chuẩn bị chả cá thác lát nha. Mình đã kiếm tiền rồi mọi người. Đây nha mọi người, đây là cá thác lát nè, bây giờ mình sẽ cho vô trong đây một ít hành nha. Hành. Được 3 ngày à. Đó, mình sẽ cho vô trong đây thêm ít tiêu. Đó. Vô hết. Đó, bây giờ mình sẽ trộn nó lên nha. Ở trong này nó có gia vị sẵn rồi. Mình chỉ cần nó là trộn thêm chút hành để cho nó thơm thôi nha. Quán trà chứ? Việt Nam chỉ quán trà. Ừ. Sinh sơn, sinh sơn gì á? Ừ, sinh sơn sả bự. Sinh sơn sả gì á? Ừ. Cái gì? Cá rô đen của á? Anh em. Sinh sơn. Cá thác lát. Hai ba. 지난번에 오빠 갖고 온 거? 아니. 그러면 싹소. 생선 살을? 응. 어디서? 베트남 가게. 응. 가루로 오는 거야? 가루가 아니야. 그러면 냉동? 응. 아.
mình đu rồi á. Sao nó không chọn được ta? Sao làm ừ. 수조로 하니까 그러지. 오, 그러네. 원래 수조로 하는 게 아니고 손으로 해야지. 그렇잖아. 별로 안 이쁜데 다. 그리고 원래 그 물 끓여서 바로 완자 넣어야 돼. 이렇게 하는 게 아니고. 야, 맨 짜요 레이로 오냐, 뭐 이거. củ hoa vô luôn. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người đang xem kênh Thị Thảo Vlog của mình nha. Hôm nay đãi ba tụi hơn cái món. Chỉ còn thời gian im đó. Rồi mọi người ăn chung với mình nha. Ok. Ok. Cũng được, sao thế? Ờ, nước canh ngon mà. Nhưng mà im ngu vậy. Quả đắng nha mọi người. Ừ, đắng mà. Ờ, sư đạ. Đắng mà, nói gì vậy? Sô. Hai ông này nguy hiểm quá, được không? Được. Sư đạ. Cúc chú cho một cái bà. Ờ, sư đạ. Anh đi, cúc chú. Trời ơi, hay đắng cho hủ qua mà không đắng thì sao được không vậy ơi? Được không? Ừ, 아까 전에 썼는데. Một cái hay là một cái hay. Phải ăn. Không ăn. Cho thôi, mua đi cũng mà. Ăn cũng đi, không ăn hả? Không ăn lẩu hả? Trời trời. Lẩu có khác lát mà hai ông này nhìn nhau không à mọi người ơi. Rồi đấy. Chan vô miếng nước nha, mình lấy miếng bún chan vô miếng nước. Rồi nè, chan đi. Thêm miếng mắm đi cho nó cay cay. Dạ bố. Đi có bên nào cô chú sao? Ok. Ừ. Có Việt Nam là ba tụng hôn khoái lắm mọi người. Nè, rồi. Rồi mời mọi người nha. Cảm ơn. Không chết. Mực ngon nhé. Gắp ớt rồi kìa. Hả? Sợ. Sợ chắc sợ. Ốc xung bao gồm lòng đó. Ừ. Hơi đắng rồi mọi người. Dù gà sợ. Ừ. Đậu hủ qua phải đắng chứ cá chín chứ ta. Ừ. Sao củ qua nhà chồng đắng thế vậy ha? Củ qua nhà mình tự chồng đắng không mọi người? Ôi giời. Thế đó. Trời ơi, không có. Nhưng mà anh ra nên. Chứ coi bằng. Nóng nha. Chả cá ăn được không? Dài ngon. Dài ngon mà. Ừ. Được không? Mà sụn nữa. Chân chân lên đấy. Chả cá dài ngon mà. Ồ, béo. Mà cái béo. Chỗ kia, chỗ, 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 thế đâu nói chị không ngon xong ba tụi hơi lặt ăn không bánh chén nữa chắc không nói về cho chị bán cái bánh chén mọi người ăn thứ bún cũng ngon mà sao hai ông này để chị đóng cho ngon mà ăn ớt thêm cô chú ăn một cái thế đâu thằng á cô chú một không cô chú thằng một không hàm này chắc đẩy món kia rồi. Sống vậy. Cái mặn này à. Mát á, ăn món này mát. Đi cơ, bom đi. Mua chung quá. Ừ. Chung. Người Hàn người ta uống cái này nhiều nè. Chồng làm như người ta lấy nước uống thôi chứ người ta không ăn đúng như mình. Nhưng mà người ta đừng không cho ăn vía đó đắng đắng. Lấy tức tật không? Không chơi mọi người, nghe chụp. Yo yo de que no yo grosso y más que. Mmm.
Chủ qua Việt Nam đâu rắn gì đâu, sao qua trọng hàng đắng dữ vậy. Vừa ăn mà. Bữa nay có nước mắm Việt Nam, ớt Việt Nam cay cay ngon quá. Cái chả cá này chiên cũng ngon á. Chiên, chiên của bánh tráng. Sao đó nhanh. Được. Cái tiêu không? Được. Chú chú. Rồi chú, ăn chú á. Được. Chú. Được. Chú đi một cái xong một cái gì. Được. Trời ơi. Sao? Chưa. Ra dữ tập. Cái này chắc không phải cá không đâu. Bột đó. Bột đánh bồ hả? Thôi hết sốc lên cho ta. Gì đó? Nó mua chi kìa. Chi kìa. Chi kìa. Ê, không ăn thôi, ăn món này đi, để đây chụp quan với. Ăn đi. Cảm ơn. Ủa sao không ăn được cái món này mọi người ơi. Để lên đây nè. Cô ăn luôn. Ừ, ăn nó đi. Để như bún không? Đây. Đây. Bữa nay chủ yếu cái món này là hai ông này là rắn chắc với mọi người đi. Ăn này không được rồi. Mình thấy ngon. Tại vì mình rất là thích ăn củ qua luôn cho nên là mình thấy cái món này nó ngon. Ngủ qua nhiều cái mát. Ôi đắng quá. Phan không, bà Tụng không? Bà Tụng không sẽ ăn cái món ghẻ sốt cây rồi rồi. Bà Tụng không, cái món này là chỉ ăn chơi cho biết thôi chứ không thể nào mà bà Tụng không đem cho bọn mình được nha. Tôi ăn cái món này là mình thấy nó ngon rồi nè. Ngon quá trời luôn. Từ ngày mai đi làm gì 6 giờ hả? Ừ. Về 6 giờ thì mình ta ghé thuốc được không luôn đi. 6 giờ sáng mấy giờ tới đây chứ, hôm nay về sớm. Vừa đó, cái mỗi lần về là vừa đó. Mình ta đi mua cái chim rồi. Ớt Việt Nam của mình công nhận nó cay. Hay quá. Mình mới mua bịch ớt Việt Nam 160 ngàn, 120 ngàn. Ủa? Bịch 5 cô chùa. Sao sợ, phải 5 cô chùa. Bao nhiêu quá? Mình mất. Giúp cho không? Không cho sao nhé. Không được biết nhiêu được trăm gam nữa, nhưng mà mình thấy cũng nhiều quá. 120 ngàn. Chứ để dành thử là ăn từ từ, tại vì ăn mấy cái món mà có ớt Việt Nam mình nó mới ngon, nó the the á, ớt Hàn có the nha. Mê quá. Ừ, ăn không được. Cay không? Cay mà. Mình về Việt Nam cũng không mấy hôm nãy đây ăn gì giờ trời? Trời ơi. Hai hôm nãy đây ăn gì chắc mua thùng kim chi quá. Kêu cô Tùng Hân tại chợ cái thùng kim chi của mọi người. Tại vì hai ông này mở nhà là không có nấu gì ngoài kim chi hết trơn á. Mình sẽ xin cô Tùng Hân cái thùng kim chi để ở đây cho hai ông này nha. Hai ông này cứ canh kim chi với lại cơm gan kim chi cái gì đó. Rồi cứ kim chi làm tới vậy. Bữa nay hai mấy rồi? Mùng 9. Ủa mùng 9 hay năm rồi? Ừ đúng rồi. 12 13 cay, cay dữ cái trời.
Thằng đổi chương trình quá. Thế vậy em tương ăn. Rồi bỏ cái thau á. Vừa tắt kìa anh. Trời ơi. Để về rủ ba tụi hông về về lần này á, làm tăng gia xong cái mình cái ngày tăng gia mình sẽ làm bún cho nha. Vì ngoại bà giác nghe quay xong rồi giờ lỡ rồi. Làm ba mấy cái thằng bún nhỏ nhỏ gì nè, cái mình bỏ trong hộp. Ai đi qua cái mình cho mình làm phước đó mọi người. Mình làm phước, đậu phước nha. Chứ không phải là mình làm xong cái nhà đó rồi mình ăn mình giúp con này con kia mình ăn được lớn thôi nha, không có nha. Mình được. Ăn được nha. Mình sẽ về cái mình mua con heo quay, nhưng mình bún xong cái lúc đầu là mình sẽ chia bằng nhỏ bún thịt heo quay mọi người nuôi phần đó. Cái mình để trước cửa nhà ai lại lấy thì mình cho. Đổi chương trình mày ơi. Còn gì hai của mình á. Thì hai của mình tính là thay vì 5 triệu tiền heo quay đó thì mình mua trồng một chục phần quà, một chục là như ta mấy chục phần quà vậy đó mọi người, có tiền trong 5 triệu á là mình cứ cho người nào cần á. Nhưng mà bây giờ mình bỏ đây. Mình sẽ để ba tụi con về ngày đó làm chung nha. Thử thằng ba mốt. Nó béo. Ngon chưa nào? Hồi chưa mình ăn cái món này rồi, giờ mình không ăn nổi nữa, giờ mình ăn với cơm. Cái này chủ yếu là mình ăn cái món này, hai ông này ông nào cũng phải chạy rồi. Trông cổ xuyên. Chưa mà. Thôi, mình ăn thêm bún nữa. Từ. Bỏ đũa đi. Để nói với ba chị Hương là mua vé máy bay chiều mùng 8 bay, cái tối mùng 8 tới, cái là đi xe từ thành phố về với mình là tới sáng mùng 9 là để một ngoại chút là ngoại cúng là vô nhà luôn. Chứ để em thôi là về trước là ở ngoài sân á, về trước cái ngày chưa tới ngày vô nhà là phải ở ngoài mà. Chị xong thôi liền. Bữa đó ngày thứ bảy. Bữa nay cái món này thất bại với ba chị Hương rồi mọi người. Ba chị Hương không thích cái món này. Tại vì người Hàn không ăn được bún qua. Ăn được thì ăn chút xíu thôi chứ không phải là ăn giống như mình ăn nhiều được. Bởi vì bữa nay cái món này hầu như mình nên mình ăn. Không một. Ba tuần hơn chứ không ăn mình là ăn gì không chung với là nghệ sắp cây nha. Phải ba người lên các một con nhé xem video của tháng này mình nha. Em mọi người bye bye. Bye bye.